Vâng, xin chào tất cả các bác đã trở lại với cửa hàng âm thanh An Kinh Audio Ngày hôm nay thì bên em đang tháo ra để kiểm tra những cái đôi loa Aura ra à, Bát 25 và Bát 30 này các bác này Thì với cái thằng này thì bên em bán cũng rất là nhiều cho tất cả các bác rồi Ví dụ như là Bát 25 đây nó cũng là chép neo liền khối anh em Chép neo liền khối rất là đẹp các bác nhé Chép neo liền khối họng nhựa rất đẹp luôn Chép neo còn lại tiếng nghe hay Vừa nghe nhạc hay vừa karaoke hay Đấy, Các bác nhìn cái bát này, lòng bát rất là sâu nhá đó, cổ keo tất cả đều được zin cả cái phân tần đây đó con này thì um, uh bên em cũng có thể là lăn lăn lại đen nếu bác thích màu đen bên em sẽ lăn lại đen hoặc là phun lại màu trắng anh em nhé Đấy, tùy các bác Đấy, và đặc biệt nhất là hôm nay về thì loa 30 thì số lượng cũng rất là ít nó cũng gần chục cặp thôi anh em gần chục cặp loa bát 30 của Aura thì với thằng loa bát 30 này thì nó lại đặc biệt hơn nữa là nó sử dụng chép neo nhưng mà cũng là chép neo bi anh em ạ chép neo bi các bác nhìn thấy rất là sướng nhá nhìn cực kỳ đã luôn rất đã luôn anh em cầm một tay vào rất là phê họng thì nó lại là họng nhôm cực kỳ uh, chất lượng luôn các bác nhìn nghe nó sướng lắm. Đấy, với thằng Chép pin này con 12 viên bi anh em nhé Thì uh, tiếng nó, nó, nó uh, vừa gọi là độ phủ lớn này. Uh, tiếng ra này họng nhôm nữa là ra rất là mịn màng, Đấy, mịn màng và cực kỳ là sạch sẽ các bác nhé Con này thì uh, thực sự luôn là cái dòng loa phải nói luôn là cực hiếm trên thị trường luôn. Đấy. Loa 25 thì có thể là nhiều nhưng loa 30 thì nó nó cực hiếm vì đời nó cao và cái thứ hai nữa là cái chất lượng nó rất là tốt nên là người ta cũng gọi là chưa chưa muốn thay đổi phòng hát chẳng hạn, đúng không? Nên các bác uh, uh, tìm cái loa 30 thì cũng rất là khó anh em nhé Đấy có những cái nó bị bung uh, bung cái kem tem này thì em vứt luôn, chả quan trọng tem anh em. Đấy, bát của nó cho các bác xem lại cái bát đi này. Đó, bát của nó đây nhá, rất là đẹp nhé, Tất cả em này đều bao zin cho anh em cả rồi. Đó, đều bao zin nhé phân tần này nha à, phân với phân tần của cái thằng này thì nó có có có, có bóng hai cái bóng xả tép ở dưới để hôm nào mà em livestream trực tiếp thì em sẽ sẽ uh, cho các bác xem lại nó có hai cái bóng xả tép nên là cái thằng loa này thì nó nó chưa bao giờ có hiện tượng là bị cháy chép cả anh em ạ vì là khi là các bác để hú zin mic thì nó sẽ là sáng cái bóng xả sáng hai cái bóng ấy Đấy, sáng hai cái bóng ấy anh em nhé nên là nó đảm bảo tuyệt đối luôn cho anh em đây UKM đây anh em này đấy mã màng các thứ đầy đủ cho anh em nhé đấy à, gà loa này thì em đang bán cho anh em với giá là 14 triệu một cặp anh em nhé 14 triệu một cặp còn loa 25 thì là 7 triệu thì trong cái ngày từ hôm nay là ngày mùng mùng mùng, mùng 8 rồi mùng 8 mùng 9 mùng 10 11 12 đấy, trong 3 ngày đấy nếu mà các bác chốt đang tính ngày âm đấy nhá âm lịch nhá là mùng 1 tháng 1 âm lịch nhá từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 12 thì em sẽ quay lại đúng giá là 14 triệu và 7 triệu. Còn các bác nào mà thích rồi, kết rồi, bán test em đã có rất nhiều trên kênh rồi. Đấy, thì các bác chốt thì các bác đi liên hệ gọi cho em em để cho các bác một cái giá khai xuân rất là tốt luôn anh em nhé đảm bảo cho anh em là anh em đã thích rồi là chốt được ngay Được chưa hàng thì các bác nhìn ngoại thất như này thôi nhưng mà khi mà vệ sinh lại nó rất là đẹp vì nó là thùng gỗ mà Đấy, và và những cái mặt hàng khác cũng thế nhé mặt hàng khác ví dụ như loa sô này nha loa sô thì em còn ít cặp vệ sinh rồi thợ thì chưa đi làm đâu thợ chưa đi làm đâu anh em ạ Đấy, còn những cái cặp mà chưa vệ sinh thì đang để đây Đấy, vài hôm nó sẽ vệ sinh nhé ví dụ loa ta Xô cũng chép neo này Đấy, cũng chép neo và và bát tép của RCF thì uh, em đang bán với giá 13 triệu 3 trong đến hết ngày 12 này thì uh, các bác gọi cho em thì em sẽ có một cái giá rất là tốt nhé uh, lưu ý một chút là gọi điện uh, trực tiếp cho em Đấy, loa loa loa, 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 loa RCF Đấy, ta đây số lượng ta cũng khá là nhiều các bác nhé bạn nào có nhu cầu liên hệ sớm cho em nhé